Alo, vâng. Xin chào tất cả mọi người. Sau khi nghỉ Tết xong, ăn uống no say thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với đấu trường công lý. Như vậy là ngày hôm nay thì sẽ có một trận thi đấu rất hấp dẫn giữa các chàng trai chầy cối và khỏe mạnh kết hợp để thi đấu với, tôi tạm gọi là các chàng trai đẹp dài sông Hồng thủ đô, sẽ thi đấu với một câu lạc bộ liên minh ở một nơi rất xa. Rồi, ta tạm gọi đó là câu lạc bộ những chàng trai xa lắm. Để sơ qua về đội hình của hai đội thì hiện nay thì về tương quan lực lượng thì có vẻ như là phía những chàng trai khỏe mạnh, những chàng trai đẹp trai của sông Hồng sông Hồng thủ đô thì có vẻ là yếu hơn so với đội hình những chàng trai phương xa. Chàng trai phương xa, trong đội hình của các chàng trai phương xa thì có một hot girl là Moon MacBook, nhưng mà hôm nay thì Moon MacBook lại thi đấu ở vị trí chủ lực AD Carry. Còn hiện tại thì theo sơ bộ về tương quan về đội hình thì có sự có mặt của hai kim cương là ông Strom Viven và ông Heo Mê Gái. Ngoài ra thì có sự xuất hiện của một đồng chí là được mệnh danh là Dead Yasuo Vịnh Nam Bộ, là Hero 205. Còn về đội hình của các cầu thủ những chàng trai khỏe mạnh, những chàng trai đẹp dai và khỏe mạnh như phía sông Hồng thủ đô thì vẫn vậy thôi. Trưởng ban tổ chức thì vẫn là vị trí tốt chủ lực rồi. Còn ở bên phía Bob thì có một sự thay đổi khi mà anh ca sĩ Thanh Duy, kết hợp với bình luận viên Ngọc Minh sẽ thi đấu ở vị trí AD và FT. Ở giữa sân thì đường giữa thì sẽ là sự góp mặt của anh vị trí AD thuộc về anh Văn Bình. Như vậy là Văn Bình thì support ở các trận đấu trong giải sông Hồng mở rộng, bây giờ anh chuyển xuống thi đấu ở vị trí AD. Còn vị trí FT thì chắc chắn vẫn thuộc về những S2U rồi. Ngày hôm nay thì trưởng ban tổ chức thi đấu ở vị trí đường trên sẽ phải đối mặt với một Darius với khung bạch kim năng. Vâng, như vậy là một pha ganh của Vũ Xuân Vi rồi. Còn một pha nhảy vào. Vâng, như vậy là Darius đã mất đến 2/3 cây máu rồi. Có lẽ là anh phải trở về biến về thôi. Như vậy là có tín hiệu từ bên phía ganh của Bediaso Vịnh Nam Bộ là Hero 205. Tốc biến của trưởng ban tổ chức. Vâng, vậy là anh TSM Victor V đã ra đồng. Và Yasuo bắt buộc cũng phải tốc biến rồi. Có lẽ là vì là thực ra là hai đội chưa bao giờ thi đấu với nhau mà nên là cái vấn đề mà hiểu nhau để cấm những con tướng nào thông thạo rất là khó. Bên phía những chàng trai phương xa, những chàng trai và cô gái phương xa thì có hai ông kim cương theo nhận định của tôi. Sau khi xem khung thì có hai ông kim cương thì khả năng là rất là mạnh. Như vậy là có điểm hạ gục dành cho Hot Girl Moon. Ở đường trên thì ban tổ chức cũng đã bị ép lùi. Có lẽ là các cái tiêu chí của những chàng trai khỏe mạnh và đẹp trai bên phía sông Hồng thủ đô là không cần đánh hay, quan trọng là phải đẹp trai. Còn tiêu chí của những chàng trai phương xa như nào tôi không biết. Chúng tôi thì chỉ cần lịch sự thôi, thi đấu với tinh thần fair play và lịch sự. Như vậy là lúc này thì số đang là 3-2 nên về phía những chàng trai cô gái phương xa và số lượng tiền cũng chẳng chênh lệch nhưng mà không đáng kể. Cái kèo mà Darius và Maokai này thì có vẻ là cũng hiện tại là cũng đang khá cân. Như vậy là có một pha ganh từ bên phía đường giữa.
Vâng, đổi dài rồi, nổi tại bên phía trưởng ban tổ chức rồi, và anh phải lui về trụ. Như vậy là có giao tranh ở bên giữa, có lẽ là anh Hero này lại nằm thôi. Tôi thì cứ nghĩ như thế. Vâng, như vậy Vũ Xuân Duy lại ăn một mạng nữa rồi. KDA khá đẹp, lúc này đang là 3-1. Đường trên vẫn bất phân thắng bại. Vì thực ra là nếu mà soi khung thì tôi thấy hai ông này đang là ngang danh nhau. Tuy nhiên là chất tướng thì có vẻ như là Lết thì Mao Cai sẽ dễ đánh hơn. Darius thì cũng là rất là khỏe, nhưng mà để hỗ trợ trong combat thì có lẽ là Mao Cai là ổn hơn. Như vậy là có giao tranh ở đường dưới rồi. Tốc biến từ phía heo mê gái. Ở dưới chỉ còn lại Room Riven. Vâng, anh Room Riven này với con rác thì con rác này rất là khỏe. Vâng. Vâng, như vậy là một pha combat rất hay bên phía những chàng trai cô gái phương xa. Điều này thì dễ hiểu thôi vì bản thân trình độ họ đang hơn mà. Vâng, như vậy là tốc biến được tí ba chán đời rồi. Yasuo quyết tâm rồi. Có vẻ là Iba sẽ rút lui được. Như vậy là ca sĩ Thanh Duy với nickname Iba chán đời hiện nay thì đang sử dụng Z. Đây là con bài anh cũng đã chơi, có thể nói là khá chơi hay chơi trong những mùa giải gần đây. Như vậy là Jack cũng còn nội tại. Tuy nhiên là hiện nay thì Jack đang rất xanh, Jack của Vũ Xuân Duy đang rất xanh. Có lẽ là để tiêu diệt được nốt những cái phân bào này của Room Leven thì là điều khá dễ dàng vì anh Văn Bình đã lên để tiếp ứng rồi. Hiện nay là bên thành phần bên phía những cầu thủ, những chàng trai đẹp trai của trong vòng thủ đô thì có độ tuổi là trung bình là khá lớn. Vì vậy việc họ thi đấu với 200% công lực để có thể ngang phèo được trận này thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Nên là nếu có thua tí thì cũng không sao. Tiêu chí của chúng tôi là đánh nỗ lực hết mình, sau đó thì uống bia thả cửa. Còn bên phía những câu lạc bộ, tôi nghe giới thiệu bên phía câu lạc bộ của Moon Maxwood thì có vẻ là cũng toàn những trai thanh nữ tú cả. Vâng, vậy là trưởng ban tổ chức thả tôi non. Vâng, có anti rồi, anti của trưởng ban tổ chức rồi. Vâng, vậy là sát thương cũng khá tốt từ phía trưởng ban tổ chức. Đói rồi. Vâng, như vậy là hai ông này ngang xeo đấy. Rất ngang xeo. Và trưởng ban tổ chức phải chạy rồi. Chắc chắn rồi vì trưởng ban tổ chức không còn tốc biến nữa. Vâng, như vậy là anh Darius này, anh yêu mang đồng hồ. Vâng, một tình huống kết thúc của ca sĩ Thanh Duy. Con bò cũng tốt là phết đấy. Thực ra là ông Thanh Duy này ông mới có mạng 2 thôi. Tuy nhiên là thực ra là vì là ông này ông ấy đánh ông KS giỏi lắm. Ở đường giữa thì hiện nay anh Hero 205 Hại Thi. Vâng, anh Hại Thi. Tôi không biết anh tên là gì, anh cứ đọc anh Hại Thi. Vâng, Hại Thi lúc này anh đang được fan thoải mái. Như vậy là trưởng ban tổ chức cũng đã ra khu vực giữa sân để bảo vệ trụ rồi. Như vậy là Thanh Duy, ca sĩ Thanh Duy đến rồi. Vâng, như vậy là một tình huống lướt sai lầm của Hai Ti rồi. Và anh phải nằm. Tình huống tốc biến lên và đấm quy về rất hay của trưởng ban tổ chức. Ở khu vực dưới này thì có vẻ như là anh heo mê gái này anh ấy đang lấn lướt rất rõ ràng trước Bình Hét IU. Một tiền vệ cạ, hậu vệ cánh có thể nói là một kinh nghiệm lâu năm ở vị trí support với thông thạo chín dành cho Beth Leona vị bắc bộ. Ngày hôm nay thì tôi không có được các đồng nghiệp vì là thực ra là mọi người rất bận đi uống bia. Nên là tôi có mời đến đây ca sĩ Sơn Tùng MTV. Vâng, như vậy là Jack lại đến rồi. Vâng, có tình huống choáng rất hay. Vâng, như vậy là quyết tâm băng trụ của bên phía những chàng trai đẹp trai bên phía công ty phòng thủ đô và hạ gục cho trưởng ban tổ chức. Nhưng cũng rất hay là anh Darius Mr. V.
Tôi tưởng anh là Mr. A. Và như vậy là ông Storm Event này ông quyết tâm ông nhảy vào tôi. Nhưng mà tôi nói thật là tôi loại hạt hết đấy. Đây là một trận đấu mang tinh thần giao hữu và có thể nói là vui là chính. Nên là chúng ta hạn chế các hành vi phát ngôn xấu. Nên là thi đấu với tinh thần thượng võ. Vâng, không, tôi quên thượng mã thôi. Võ thì ghê quá, tưởng người ta tưởng là gọi là ấy chân. Vâng, như vậy là trưởng ban tổ chức vẫn đang quyết tâm farm mà không biết là anh Tom Vivian và anh Darius đang đến. Tình huống rất chủ quan của trưởng ban tổ chức. Có lẽ là tình huống có thể nói là hơi... thực ra là tôi nói thật là tình huống đấy là tôi hơi chủ quan tí thôi, chứ còn lâu mới bắt được tôi ạ. Vâng, ở đường trên, ở đường dưới này thì Vũ Xuân Vi đang đặc biệt quan tâm đến đường dưới. Đúng tốc biến hay của... heo mê gái, tuy nhiên là Văn Bình cũng đã băng lên. Vâng, Bull MacBook, rồi trước đây tôi chỉ thấy Bull MacBook nổi tiếng với Beth Mokana vịnh Bắc Bộ, à vịnh Nam Bộ. Nhưng mà hôm nay thi đấu với chúng tôi thì có lẽ là Bull MacBook có vẻ là hơi chủ quan, nên là thi đấu ở vị trí AD. Vâng, tình huống mà né quỳ của trưởng ban tổ chức rất hay. Thực ra thì trong lúc thi đấu thì trưởng ban tổ chức có tham khảo qua một số các thông tin cá nhân về những cái ông trong cái team M2T này với Moon MacBook rồi. Còn như vậy là một tình huống rất lợi thế dành cho trưởng ban tổ chức, máu đang hơi rất nhiều. Tuy nhiên anh vẫn đang lách rất khéo để né phát quỳ của Darius. Vâng, vâng. Như vậy Darius phải chạy rồi. Có lẽ là đến lúc này thì với kéo choàng lửa và cái chiên Doran này là cũng đủ để cho một Darius chưa có được dù đen phải thua kèo trong những tình huống đấu tay đôi rồi. Ở đường giữa thì ca sĩ Thanh Duy cũng đang có cây rất tốt 4-1. Còn Pet Yasuo Vịnh Nam Bộ có lẽ là anh ấy nhả chúng tôi hay sao mà anh ấy đang có cây là 0-5-2. Có lẽ là hơi khó khăn. Cũng xin được giới thiệu là ca sĩ Thanh Di hiện nay đang thi đấu ở Campuchia ở một câu lạc bộ có thể nói là người ta chỉ luyện Z thôi, và anh đang thi đấu ở Campuchia. Xin giới thiệu với các cầu thủ bên phía những chàng trai phương xa như vậy. Vâng, một tình huống mở combat của Ngọc Minh, tuy nhiên trong vòng quay của ba cầu thủ bên phía, vâng, như vậy là có sự tiếp ứng của ca sĩ Thanh Di rồi, có lẽ là heo mê gái sẽ nào. Vâng, chắc chắn rồi, Ngun làm rồi. Một tình huống tổ chức tấn công rất hay của các cầu thủ bên phía những chàng trai đẹp trai về sông Hồng thủ đô. Vậy là lợi thế rất tốt. Tắc cũng đã phải sử dụng súng cao su để chạy rồi. Và như vậy là tỷ số lúc này đang là 12-15. Một sự nỗ lực có thể nói là 200% rất tuyệt vời của những chàng trai đẹp trai về sông Hồng thủ đô. Bàn tay của chúng tôi đã già rồi, không còn có thể nói là được nhanh nhẹn như những tương lai của đất nước như là phim bạn. Tuy nhiên là chúng tôi đang thi đấu với 200% sự tập trung, với niềm đam mê thể thao điện tử, và Darius quyết tâm bắt trưởng ban tổ chức. Tôi phải cảnh cáo anh Darius này là anh mà hay gọi là dồn trưởng ban tổ chức như vậy là không được đâu. Anh lên YouTube search ngay ba video của chúng tôi để thấy là những cái thành phần đánh với trưởng ban tổ chức là không bao giờ được đuổi trưởng ban tổ chức như thế. Ngoài ra là cũng xin nhắc Hot Girl Moon xinh gái là khi mà cho các đồng nghiệp xem trận đấu này thì phải nhắc nhở các đồng nghiệp là đây là trận thi đấu giao hữu và bình luận với tinh thần thể thao hài hước. Thượng võ là chính, thượng mã là chính, chứ không mang một hàm ý gì cả. Vâng, và từ lượng có thể nói là xử lý rất hay từ trưởng ban tổ chức né quỳ và thả chồi non. Vậy Darius dính một chồi non rồi. Nói thật là anh Darius này, tôi nói anh như anh mà đuổi theo tôi dính hai cái chồi non ở dưới nữa thì anh chỉ có nằm
PDA lúc này đang là 16-12. À, như vậy là một tình huống có thể nói là trong suốt thời gian vừa qua thì Storm Revenge với con bài rác này đang thực sự là nỗi khó chịu. Có lẽ là trong những trận đấu thi đấu sau, nếu mà chúng tôi còn được gặp lại các bạn và thi đấu có anh Storm Revenge này thì chúng tôi sẽ cấm con rác này. Và chúng tôi biết là với cái khung kim cương của anh ấy thì không biết là có phải cái kia thật không, nhưng mà với khung kim cương của anh ấy thì cấm con nào thế thôi. Tuy nhiên là con nào ghét thì chúng tôi cấm. Vâng, như vậy là có thể nói là một tình huống rất chủ quan của Vũ Sơn Vi. Như vậy là anh nghĩ là anh ấy xanh lắm, anh lao vào giữa đội hình của bạn. Không được rồi, một tình huống kéo rất hay của Heo Mê Gái. Mình S2U lại lạc giữa một rừng người. Vâng, tôi biết là mình S2U anh rất thích ca khúc là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai, nên anh lao thẳng và tìm bạn. Như vậy là Bestiaso Vịnh Bắc Nam, Vịnh Nam Bộ đã trở lại. Anh ấy đang có KDA 1 năm, nhưng mà tôi khá tin tưởng với Bestiaso Vịnh Nam Bộ vì thực ra là anh có cái nick là Hero 205, mà thường thường theo dịch ra là Hero có nghĩa là anh hùng đấy, và thường thường những ông nào tên là hùng thì đánh hay lắm. Tôi thì tôi biết cái việc đấy rồi. Như ví dụ như trưởng ban tổ chức có một ví dụ, ông Hero 205 mà có xem cái trận đấu mà có bình luận này thì nhớ cho tôi một like nhá, một tag like. Vâng, nào anh Darius. Lẽ là thực ra là hai con trâu cả, nên là vấn đề khi mà tôi coi anh chỉ còn vài trăm máu thế mà tôi còn một tí nana là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên là tôi nói thật là các anh ganh tôi hơi lắm. Giá cũng anh lắm quá. À, vâng, Ima Chán Đời lại một bài solo giữa Ima Chán Đời và Hai Chi. Như vậy là một tình huống tường gió để chắn chi tiêu rất hay của Hai Chi. Tuy nhiên là Vũ Sơn Vi đã đến rồi. Vâng, Heo Mê Gái. Tôi nghĩ là có lẽ là Heo Mê Gái ở mà với những đêm này, có lẽ tôi nghĩ là anh cũng rất ít khi đánh con bài Threat này, thì tôi thực sự là với con mắt của một thanh niên bạc đoàn thì tôi thấy là có lẽ là anh Heo Mê Gái này anh xử lý chưa được tốt lắm. Thực ra là anh có những pha kéo tôi cũng làm được. Vâng, để góp vui thì lại xin gửi đến mọi người một ca khúc nữa của Sơn Tùng MCT. Vâng, nghe CD này anh sẽ hát cho mọi người nghe, nhưng tôi để volume hơi bé đi thôi. Ở đằng trên thì có thể nói là vẫn là màn gọi là 8 lạng nửa cân giữa trưởng ban tổ chức và ông PSM Mr. V này. Tôi thích ông này rồi đấy. Đề nghị là Mr. Moon những trận đấu sau vẫn cho ông này thi đấu nha. Vâng, tình huống bốc rất hay của Storm Revenge. Vâng, như vậy là thanh sát sĩ Thanh Vi nằm rồi. Tuy nhiên là Moon cũng nằm rồi. Tình huống gì bắt kiếm sau của Vũ Sơn Vi rất hay. Trong đội hình thi đấu cũng xin được chia sẻ với những chàng trai không xa, đó là đội hình thi đấu của những chàng trai khỏe mạnh và trời cối thì hiện nay có hai team. Tuy nhiên là ở ngày hôm nay thì nằm trong team này thì là hiện nay đang là những người có thâm niên và tuổi đời khá là cao, nên là vấn đề xảy ra gọi là hoặc hơn một tí so với các tương lai của đất nước là chuyện bình thường. Vâng, như vậy là một pha giao tranh rất hay. Darius, có lẽ là tôi nghĩ là trong tình huống này thì ban tổ chức có thể dứt điểm được Darius đấy, thì lượng máu và lượng mana vẫn còn. Vâng, như vậy là nằm do tôi nói mà đấu với tôi lợi hại phết đấy, đừng đùa. Trước là tôi thi đấu với cái ông Lee Sadi nào, ông chọn cái Viven tôi lấy Su, tôi nói thật là tôi nhầm bảng, với lại tôi hơi bị nhầm tướng một tí thôi, không cấm chọn nên tôi hơi thọt với cơ ông tí thôi, trận sau chả thấy ông đâu cả. Để tôi gặp lại ông tí. Để có thua nữa thì tôi còn nhờ ông chỉ với tôi vài đường cơ bản. Hot Girl
Cúc nhớ trình bày y nguyên như thế nhá, nguyện vọng của trưởng ban tổ chức nhá. Như vậy là vâng, có tốc biến rồi, có tốc biến từ phía Vũ Xuân Vi rồi. Tuy nhiên là có vẻ như những tình huống xử lý chưa được hợp lý của Vũ Xuân Vi. Ta đi đến rồi. Đấy là với KDI hiện nay của Vũ Xuân Vi là 11-6-5 và đã hoàn thành tam hợp thì có lẽ là cũng không ngại Darius mấy đâu. Tôi nghĩ như vậy. Con bài có lẽ là hay nhất của bên phía những chàng trai phương xa mà theo tôi đánh giá, một bình luận viên có thể nói là dày dặn kinh nghiệm trong nghề, thì có lẽ là con bài giác này thực sự là ngày hôm nay rất lâu rồi chúng tôi mới được thấy. Ngày hôm nay thì ra quân là trong những chàng trai đẹp trai và trời cối là sim team số 1. Hẹn một hôm nào đó khi gặp lại các bạn, chúng ta sẽ có đầy đủ cả team số 1 và team số 2 để thay nhau chúng ta giao lưu. Nếu như mà chúng ta có thể nói là streamer để nhìn được thấy nhau giao lưu và học hỏi thì là rất là hay. Nếu mà có dịp ra đây thì chúng tôi sẽ mời các bạn uống bia. Hôm nay vâng, quay trở lại trận đấu chúng tôi hơi đi lạc xa quá mất rồi. Như vậy là một lợi thế rất lớn dành, tôi không nghĩ là những chàng trai khỏe mạnh và trời gối có thể làm được như thế này đâu. Họ đang dẫn 28-18. Vâng, 28-18. Và gần 1k tiền. Vâng, như vậy là có thể nói là thi đấu với 200% công lực. Có lẽ là điểm hơi khác biệt một tí so với những trận đấu hay là những cái đội hình thi đấu trước đây của những chàng trai đẹp trai và trời gối là vị trí của Văn Bình. Thì bình thường anh thi đấu ở vị trí SP và hôm nay anh thi đấu ở vị trí AD. Đó, như vậy là một tình huống có thể nói là những cái tình huống xử lý khá hay của U3 chán đời. Thanh niên đang thi đấu ở Campuchia. Theo cái thông tin mới nhận của tôi thì hiện nay Moon MacBook cũng đang thi đấu trong một câu lạc bộ ở Lào Lích. Và vâng, một tình huống có thể nói là gọi là tổng lực bắt trưởng ban tổ chức, có tốc biến của trưởng ban tổ chức. Vâng, anti của trưởng ban tổ chức rồi, rất hay. Trưởng ban tổ chức thả anti. Như vậy là có sự hỗ trợ của Vũ Xuân Vi và Jack. Trưởng ban tổ chức khóa được Darius rồi, như vậy Darius ra đồng. Rất hay, những tình huống giao tranh có thể nói là tuyệt vời. Vâng, như vậy là có thể nói là heo bê gái cũng đang thể hiện được cái trình độ kim cương đoàn của anh. Nhưng ăn một CC rồi, và có lẽ là sẽ ra đồng đấy. Tôi nghĩ là anh ra đầu thôi. Vì con Mao Cai này tôi nói thật là tôi bét Mao Cai vị Bắc Bộ. Không cấm tôi con Mao Cai này hơi khó. Vâng. Ra thì chia sẻ thêm một tí để lần sau nếu thi đấu thì chúng ta cấm Mao Cai của tôi. Tôi thực ra là tôi có một cái nick đồng đoàn thôi. Tôi đánh 3 triệu điểm Mao Cai rồi. Nhưng các bạn có thể nói là mặc dù hơi đồng không thể chưa được qua được danh đồng thôi, nhưng mà để cái 3 triệu điểm phương thạo của tôi tí. Vâng, như vậy là Hero 205 KDA 18. Vâng, có lẽ là quả tạ đấy cũng hơi cũng khá là nặng. Tuy nhiên là tôi rất tin tưởng những ông nào tên Hùng, ông ấy sẽ quay trở lại được ở giai đoạn sau của trận đấu. Nhưng có lẽ là hơi khó rồi, phải nằm rồi. Anh Duy với KDA 13 năm, sát thương của Z cũng rất là lớn. Tôi cũng xin được chia sẻ với hai team, đó là trưởng ban tổ chức và kiêm bình luận viên chuyên nghiệp hiện nay bận khá nhiều thời gian, nên là vấn đề nhớ sở team hay là nhớ quái nhớ tên sở team thì thực ra bọn tôi không để ý đâu, chỉ cần ghi EW là được rồi. Phần làm trận với anh em ra uống bia là vui rồi. Nếu mà trong team các bạn ngày hôm nay có ai có đam mê uống bia thì chúng tôi thì nhớ subscribe để chúng ta thỉnh thoảng cùng team mơ với nhau. Quay trở lại trận đấu lúc này đang là 32-21. Như vậy là tiền chênh lệch cũng không nhiều. Như vậy trưởng ban tổ chức mở combat. Nhưng vâng, rất hay những tình huống kéo vào của heo mê gái. Vâng, Bedia Sương Vinh Bắc Bộ. Bedia Sương Bắc Bộ đã hạ được team 3 trái đời. Rất hay những tình huống có thể nói là tổ chức phòng thủ đầy kinh nghiệm của
những chàng trai, cô gái phương xa. Nhưng họ phải lùi về trụ rồi. Lợi thế đang rất lớn dành cho các chàng trai đẹp trai và chảy gối. Có thể nói là họ đang gam và IG mùa vừa rồi tạo ra bất ngờ như thế nào, thì tôi nghĩ là hôm nay với được một đội hình như thế này, chúng ta đang tạo ra được vô cùng nhiều bất ngờ dành cho đội bạn. Có lẽ là với 200% nỗ lực trong trận đấu ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta đang thi đấu có thể nói là còn khá hơn đội 1 của chúng, đội 2 của chúng ta rất nhiều. Với những quả tạ nặng như anh Hà Gà hay là anh Vượng Gà thì có lẽ là nhìn thấy màn trình diễn của team chúng ta ngày hôm nay có lẽ là còn sách dép theo mà học. Vâng, như vậy là tình huống phòng thủ rất hay. Pep đi rồi, tôi nói rồi mà, ông nào tên là Hùng đánh hay lắm. Anh cứ đang trở lại với KDA 398. Vâng, cũng đã hoàn thành được vô cực rồi. Về phía Moon MacBook thì có lẽ là tâm lý hơi chủ quan. Và có lẽ có thể nói là khách đến giao lưu rất nhiều nhưng có lẽ là chị ý không được tập trung lên đồ cho lắm. Một solo tay đôi của Jack và Darius. Vâng, sát thương rất lớn từ Jack với kiếm súng hashtag tam hợp dày chủ nhân, có thể nói là hạn chế được rất lớn đến từ những cái tình huống có thể nói là thi đấu của Darius. Tuy nhiên là nếu với cái phương thức lên đồ như thế này thì có lẽ là về cuối trận thì có lẽ là với những cái con tanh rất khỏe như con Giác và con như con Giác và con như con Giác và con Darius hay con Thread như thế này thì về cuối trận rất là khó cho Giác để có được cái sát thương hay là cái sự chống chịu. Vâng, những cái tình huống có thể nói Edrum Reven này như bày như là diều hâu. Vâng, tình huống giao tranh rất hay, có lẽ là ban tổ chức cũng phải nằm xuống rồi. Sát thương của anh ấy là không có, sát thương là không có nhưng có thể nói là rất khỏe. Và bài này tôi nói có thể nói là rất khỏe. Ở bên trên thì chiến thuật của các cầu thủ đẹp trai và chảy khối bên phía sông Hồng thì đang chia ra để đẩy, có lẽ là đã thông thoáng được hai đường rồi, chỉ còn đường trên thôi. Những tình huống giao tranh kéo dài thời gian vừa rồi của trưởng ban tổ chức và SP Minh có thể nói là để cho Vũ Xuân Duy câu giờ anh đẩy đường rất hay. Có lẽ là tôi cũng nói qua một chút về đội hình của những chàng trai cô gái có thể nói là phương xa. Hiện nay thì theo như tôi soi từ đầu trận thì có hai ông kim cương, một đồng chí Bạch Kim Năm, còn team tôi thì toàn bạc đoàn thôi. Nên là có thể nói là như thế này cũng đang là có thể nói là bất ngờ rất lớn rồi. Nó như kiểu là IG với Gam thi đấu ở chung kết thế giới mà. Chắc là cũng chỉ đến thế. Tuy nhiên là cho tôi xem những trận thi đấu như thế tôi không thấy hay bằng cái trận như này. Hôm nay thì chỉ có một mình tôi nói thôi nên là hơi mệt tí, nhưng mà có thể nói là trận thi đấu này không rất hay nên là sẽ cố gắng hết mình cùng với cái sự trợ giúp của sân series của ca sĩ Sơn Tùng MTP để nói, và một số cái nhạc EDM tôi lồng vào để cho nó sôm nhà tí, để có những cái trận đấu mà thỉnh thoảng chúng ta mới thi đấu được như thế này với những cái team có thể nói là rất lạ và lối đánh có thể nói là chuẩn mực, có tính toán. Nói thật là team tôi đánh chả tính toán gì được. Vâng, vậy Baron thuộc về phía những chàng trai khỏe mạnh rồi. Giác vẫn của Vũ Xuân Duy vẫn một mình đi cân đường. Vâng, có tốc biến rất hay, hướng nhảy thoát của Giác. Vâng, như vậy trưởng ban tổ chức quyết định mở combat. Tuy nhiên là có lẽ trong một tình huống mà vâng, rất hay. Đó, trình độ của một ông Kim Cương nó là như thế đấy. Một tình huống có lẽ là tuyệt vời.
của SV Room Revenge. Vì trong cái tình huống như vừa rồi, nếu như SV Room Revenge không bốc được 2 trong 3, tôi nói thật là không bốc được tôi, thì ông AD, người đẹp AD thì chỉ có nằm thôi. Thì tôi chói cho gọi là không chạy nổi. Tuy nhiên là trận đấu đang diễn ra rất hay. Thì nói là bên phía đội bạn đang gượng lại. Thì nói là rất hay. Thì thực ra trong đội hình của hiện nay của những chàng trai cô gái Phương Xa thì có trình độ chuyên môn khá là tốt, nên họ biết phải làm gì trong những trường hợp, những tình huống như thế này. Còn đối với những chàng trai chầy cố và khỏe mạnh, chúng tôi thi đấu với 100% công lực còn chả nghĩ gì cả. Và trận đấu ngày hôm nay đang thi đấu với 200% công lực. Và như vậy là tỷ số hiện nay đang là 40-33. Và tuy nhiên là tỷ lệ về trụ của những chàng trai và khỏe mạnh của chầy cố thì đang hơn rất nhiều với 8 trụ. KDA cũng khá đẹp. Bên phía những chàng trai và Phương Xa thì có lẽ là cần phải bảo kê tốt hơn cho Moon MacBook để có được những cái tình huống mua ulti đẹp và giữa lòng địch. Vâng, còn ông Rubiven này, tôi nói thật là sau cái trận đấu ngày hôm nay thì tôi chắc chắn là nếu trận sau ông xuất hiện thì tôi sẽ cầm cái con này là chắc chắn, còn ông muốn đánh còn gì đánh. Vâng, như vậy là Vũ Sơn Vi vẫn một mình đẩy trội, nhưng tôi nghĩ là trong những cái tình huống như thế này thì có lẽ là cái việc đẩy lẻ không còn cần quá quan trọng nữa, khi mà một đồng đội của anh là 4 người đang phình dòng. Có lẽ là trong trường hợp vừa rồi họ nên Vũ Sơn Vi nên ăn dòng để cho 4 người còn lại trong team có thể nói là đẩy nốt tốt. Thôi thì tôi cứ bình luận như thế thôi, còn nghe hay nghe hay không nghe được thì là quyền của các bạn, không nghe được thì tắt tiếng đi. Yeah, tôi có thể nói là cái con rác này tôi cảm thấy nó cái sống chịu của nó có thể nói là rất là tuyệt vời. Cái tình huống multi mà bốc người có thể nói là gần như là đảo ngược cái tình thế trong cái pha giao tranh vừa rồi. Và nếu như không bốc được hai ba người qua được cường trong cái tình huống như vừa rồi để trong cái pha giao tranh trước thì có lẽ là team bạn cũng làm hết rồi. Bởi sát thương của Z và Jack lúc này đang là rất lớn. Như vậy là Vũ Sơn Vi lại đẩy lẻ, anh đang đẩy vào cái khu vực giữa sân. Trưởng ban tổ chức lại quyết định giao tranh, có lẽ là một tình huống hơi sai lầm của trưởng ban tổ chức khi tưởng rằng Petitua vị Bắc Nam Bộ đang chỉ có một mình. Vâng, vậy là Vũ Sơn Vi quyết tâm đẩy được hai nhà lính của bên phía những chàng trai và cô gái Phương Xa. Tuy nhiên là Vi ơi, chạy thẳng vào nhà của họ đi em, chết ở trong nhà thì vẫn là hơn là chết ở ngoài. Không được, anh vẫn chọn cái chết mát mẻ. Thì quyết tâm không vào nhà. Có lẽ là đội bạn đang như tôi nói lúc đầu đấy, đội bạn đang biết phải làm gì. Và Bet Yasuo Vịnh Nam Bộ đang trở lại với 60. Tôi nói là ông nào mà cứ cái kiểu tên là Hùng hay là ám chỉ Hùng hay là đánh hay lắm. Ví dụ tôi là một ví dụ. Tôi nói thật, ông nào bảo không phải tôi trưởng ban tổ chức thì tôi nghỉ luôn. Vâng, theo mê gái có thể nói là dần dần đang chứng tỏ được cái tầm ảnh hưởng của mình trong giao tranh. Những cái tình huống quăng lồng đèn hay những cái tình huống mà ulti nóng hộp rất hay và hạn chế khả năng di chuyển của team địch. Vâng, như vậy là trưởng ban tổ chức, một tình huống trưởng ban tổ chức có lẽ là anh đi hơi lỗi rồi. Phát được không? Vâng, như vậy là phát được. Có quyết định giao tranh không? Có, ui rồi ôi, cái ông Jack ông nhảy vào mẹ, như cái cục như vậy. Tôi cực kỳ ghét cái ông đấy đấy. Nhưng mà nói thật là nếu mà không có ông đấy, mà ông ấy nhảy những cái tình huống như thế thì có lẽ là liền bạc thì có nát thôi. Hai sát thương chính của team những chàng trai khỏe mạnh thì trong tình huống vừa rồi thì đang
chưa đến. Bet Yasuo trở lại rồi. Vâng, như vậy là Bet Yasuo đã trở lại. Thì 11 người. Vâng. Vâng, một tình huống quen tà kim. Có thể nói là mãn nhãn của Bet Yasuo Vịnh Nam Bộ. Đấy, tôi nói mà. Hero nhất hùng nhất đánh hài lắm. Vâng, con bài giác này rất khỏe. Có lẽ là con bài tẩy trong những tình huống giao tranh vừa rồi. Tôi chả biết là có phải là họ trong team bạn thì chọn sơ đồ chiến thuật của mình như thế hay không, nhưng mà tôi thấy cái hiệu quả có lẽ là hiệu quả rõ ràng nhất, có lẽ là được kèm rất nhiều từ đầu trận đến giờ rồi. Vâng, Darius thì bắt rồi, ra đồng rồi, chắc chắn là ra đồng rồi. Vâng, như vậy là những cái tình huống có thể nói là xử lý rất hay của Bet Yasuo sau tình huống Pentakin anh đã trở lại. Thì trưởng ban tổ chức bắt rồi, chạy được không? Vâng, có tốc biến từ phía Jack. À, một tình huống súng cao su, anh lao đi như một con phiêu dần. Vâng, khoe thông thạo rồi. Vâng, thông thạo 2, đẹp vãi đái. Vâng, vậy là bị phân bào rồi. Nhưng mà có thể nói là về cái như tôi đã nói từ đầu trận rồi, có lẽ là cái cách lên đồ này của anh Vi, anh Vũ Trần Vi từ về cuối trận thì có lẽ là không ổn. Vì cái sát thương thì rất lớn, tuy nhiên là cái khả năng chống chịu hay là những cái tình huống giảm sát thương chí mạng từ Bet Yasuo Vịnh Nam Bộ và con bài Big Fortune là đang không ổn. Vì anh ấy quá mỏng nên lao vào giao tranh thì thường thường là sẽ ngất. Anh Minh thì bình luận viên Ngọc Minh thì cũng chưa được khỏe lắm. Nếu như chỉ có một mình ban tổ chức đang với cái giáp gai đang lên dở này thì có lẽ là chưa đủ, chưa thật sự là đủ để trong những cái tình, có thể nói tôi có thể nói là trong những cái tình huống mà tham gia combat nếu xử lý không hợp lý thì sẽ bị tàn ngay. Vì tình bạn hiện nay cũng đang rất khỏe với heo mê gái và Darius còn bài giác nữa. Những tình huống xử lý cũng có thể nói là rất hợp lý của Bet Yasuo Vịnh Nam Bộ. Vâng, thì thực ra ngoài ông này ra tôi chưa gặp ông nào. Tôi ít thì gặp Yasuo thì toàn cấm không danh, thỉnh thoảng mới gặp được ông đánh hay. Vâng, như vậy là lại một tình huống ăn Baron nữa của những chàng trai khỏe mạnh rồi. Như vậy là Jack cũng đã vào vị trí. Vâng, một tình huống ăn ti của... Vâng, có thể nói là quá tuyệt vời tình huống xử lý của Bet Yasuo Vịnh Nam Bộ với cái lốc lên và xử lý 4 người ở trong hang Baron. Có thể nói là một tình huống tuyệt vời, xử lý tuyệt vời. Và những cái tình huống căn kè của ông Riven BTG này. Như vậy là quét sạch cho đội bạn. Nói là rất bất ngờ khi mà team bạn lúc này đang bật ngược trở lại với tỷ số 4-9-4-2. Vâng, ăn 4 con rồng. Và lúc này càng về late game thì những cái tình huống xử lý có thể nói là đầy kinh nghiệm của đội bạn với cái khả năng quản lý bản đồ hay là tham gia giao tranh có thể nói là tuyệt vời. Tỷ số lúc này đang là 4-9-4-2, không có gì bất ngờ, nhưng mà cũng có thể nói là đây chính là điểm yếu của những chàng trai khỏe mạnh và những chàng trai khỏe mạnh và chảy phối của Tông Hồng. Vì bản thân là trận đấu đang càng kéo dài thì những cái tình huống mà trận đấu đang càng kéo dài thì những cái tình huống mà xử lý của họ lúc này đang không cho thấy được sự chắc chắn và cái chiến thuật được định hình gì cả. Thì đội bạn thì có thể nói là một cái tình huống lốc lên tuyệt vời của Bet Yasuo Vịnh Nam Bộ trong hang Baron. 3-4 người thì anh có thể nói là cầm dao cầm kiếm anh lao vào băm bổ chúng rồi ở trong hang Baron. Lúc này thì điểm hiếu cố hữu của những chàng trai khỏe mạnh và chầy cối lại đang hiện rõ mồn một, khi chúng ta đang không thật sự có được một nhà cầm quân hay là một người chỉ đạo trong giao tranh. Vẫn đang thi đấu có thể nói là rất đơn lẻ khi mà những cái tình huống mà lao vào của con bài giác bốc lên có thể nói là rất hợp lý.
chỉ còn lại trưởng ban tổ chức và Vũ Xuân Duy chạy thoát được, nhưng có lẽ họ sẽ mất cái trụ này. Sẽ phải rất nỗ lực trong những phút sắp tới thay đổi về mặt chiến thuật, về mặt lối chơi hay là về mặt cách lên đồ. Vâng, như vậy là anh Vũ Xuân Vi đã gần như là full đồ rồi, anh đã full đồ rồi. Tuy nhiên là như tôi đã nói từ đầu đấy, rất mỏng, rất mỏng. Còn Bet Yasuo với móng vuốt Serac và cái nắp tinh thần kia thì tôi nghĩ là với cái khả năng của anh ấy hiện nay thì có thể nói là anh ấy có thể xoay chuyển được giao tranh, sát thương rất lớn. Vâng, tôi cứ bình luận thế. Còn nếu mà cái ông hai hero 2D này mũi ông có rơi xuống đất thì mọi người nhặt lên hộ cái. Vâng, vậy là lại một tình huống Bet Darius bị bắt rồi. Bet Darius lại đang bị bắt Mr. V. Vâng, tập biến trạng. Làm gì không? Vâng, sát thương rất lớn từ phía bà chán đời. Quyết tâm tiêu diệt Darius. Bên này thì Bet Yasuo cũng đã bị bắt rồi. Vâng, một gõ thôi, một gõ một nện thôi. Vũ Xuân Vi thì đặc biệt với khả năng quay tay rất nhanh và nện cũng khủng khiếp. Anh ấy đang nổi tiếng ở sông Hoàng Thủ Đô với biệt danh nhà nện học. Vâng, khả năng nện của anh ấy có thể nói là tuyệt vời, đang ở mức 0.68 rồi. Thế nên hiện nay Karia của anh mới như thế kia chứ. Có lẽ là sau trận đấu ngày hôm nay thì hai team sẽ hiểu nhau hơn. Kể cả chúng ta cũng không gặp lại những đồng chí kia trong câu lạc bộ của Hot Girl Moon MacBook nữa. Thì sau khi quan sát trận đấu ngày hôm nay thì có lẽ là những trận đấu sau với con người cân tài cân sức hơn, chúng ta có lẽ là sẽ không được đánh con tướng bàn tay như thế này nữa. Lúc đấy chúng ta có thể là đánh Nu Nu này, Temo này, hay là dỗ như là con gì nhỉ, con gì như con mèo nhỉ, On này chẳng hạn thế. Còn tôi thì nếu mà tôi là F1 thì luôn luôn dành cho môn MacBook một lựa chọn Morgana. Thực ra là chỉ đánh con ấy tốt quá, mà thực ra là phong cách thời trang thì có lẽ là sẽ gây ảnh hưởng đến team của chúng tôi trong lúc thi đấu. Vâng, một tình huống phá mắt và đi có thể nói là hơi lỗi của Vinh S2U khi đang không có tầm nhìn. Vâng, một tình huống có thể nói là tường gió tuyệt vời chặn được cái ulti của trưởng ban tổ chức. Vâng, ra tranh rồi, quyết tâm giết Bet Yasuo nhưng không được rồi. Một tình huống có thể nói là lốc lên tuyệt vời của Bet Yasuo Vinh Bắc Bộ. Nhìn những chàng trai khỏe mạnh lại tan nát trong bà con trâu bên phía những chàng trai và cô gái phương xa. Vâng, rất hay Bet Yasuo. Đó là Văn Bình, mình có thể làm gì được trong những tình huống như thế này. Tôi có cảm giác là AD của Văn Bình đang rất là thiếu sát thương, có thể nói là như vậy. Cực kỳ thiếu sát thương trong những cái tình huống giao tranh. Còn cái ông Storm đi về này thì ông ấy ghê quá, ông gọi là ông lao như thiêu thân từ đầu trận đến giờ. Vậy là Di Vạn quyết định băng vào để phá một cái chùm bên phía những chàng trai và cô gái phải mạnh rồi. Và một tình huống có thể nói là chủ quan của Bet Yasuo khi anh lao thẳng qua nhà của chúng tôi. Nhà đây có thúng đấy, đừng có lao vào làm gì cả. Vâng, hai trụ đã nát rồi, hai trụ nát rồi. Và ông Jack và ông Jack và Moon MacBook đang có thể nói là đập dưới đất. Nhưng là tại sao không đập nhà trong tình huống không bắn nhà trong tình huống vừa rồi mà vẫn quyết tâm bắn người? Có lẽ là hơi sai lầm rồi đấy. Vâng, rất khó để bắt được hai ông Kim Cương này, là rất khó. Vâng, một tình huống tele lên của trưởng ban tổ chức. Có lẽ là anh định đẩy nhà lẻ đây. Vì Moon MacBook và Mr. V hay là Hero 205 thì phải nhanh nhất là 10 giây nữa mới có mặt. Mà Vũ Xuân Vi cũng đang lên rồi. Lúc này trưởng ban tổ chức thì nếu solo với hai ông này thì cũng chẳng ngán đâu. Anh đang né rất hay.
Thì ra tôi giật một cái mùi máu là đấy mà tôi bảo. Vâng, thì cũng đóng hộp của theo người gái rồi. Ôi ông em Bét Yasuo này ra sớm thế nhỉ. Vâng, bạn tổ chức có thể nói là trong vòng quay của như bạn thì tình huống hồi máu có thể nói là tuyệt vời của bạn tổ chức. Ông Bét Yasuo làm rồi. Ông Darius rất hổ báo lao lên trong tình huống này. Bạn tổ chức là có lẽ là làm rồi. Vâng, bà con trầu khỏe quá. Vâng, cả con siêu thần nó lao lên. Vâng, quá hay, rất hay. Thì còn lại Vinhet Hai U và Vũ Tân Duy còn sống sót. Vâng, thì cái xử lý hơi thiếu có thể nói là kinh nghiệm của Vinhet Hai U từ Vinhet kéo trúng trong tình huống này. Vâng, heo về gái. Vâng, heo về gái. Tôi nói từ đầu trận mà dần dần đang thể hiện cái sức ảnh hưởng có thể nói là tuyệt vời. Tuy nhiên là không có thể nói là người chơi xuất sắc nhất có lẽ đang là Ezreal Riven. Và cái tên này không biết là có cái ý nghĩa gì, nhưng mà có lẽ theo tôi thì ông này ông ấy chơi thật sự xuất sắc, đúng với cái khung kim cương nam của ông ấy đấy. Không biết có phải khung kim vân ăn thật không, nhưng mà so với chúng tôi thì có lẽ là những tình huống xử lý của ông cũng là hay. Vâng, như vậy là Moon MacBook quyết định lao vào team và phá nhà với không mana. Vâng, và tình huống đánh nhà có lẽ là trận đấu đã kết thúc ở đây rồi. Không, như vậy là không. Những cái tình huống vâng, sát thương rất lớn từ phía Z của Imba chán đời. Một trận đấu tuyệt vời của Imba chán đời. Có lẽ là từ ngày anh vào công ty đến giờ thì tôi mới thấy một màn thể hiện có thể nói là vừa lòng tôi, đẹp mắt, hợp mắt của tôi như thế này. Như vậy là team bạn chỉ còn lại Bét Yasuo không lên kịp. Có lẽ một tình huống hơi quá tự tin bên phía team bạn khi chọn tình huống là không đánh nhà mà lại đánh người. Tình huống băng lên có lẽ là 37 giây, 31 giây, 43, 28. Vâng, lên đi, chúng ta có thể thắng được trong tình huống này. Chúng ta có thể thắng được trong tình huống này. Và Vũ Xuân Vi đang băng lên cũng với một cái giáp trên thần. Nếu như không có một công tông tay nào bên phía những chàng trai phương xa thì chỉ hai gõ là Bét Yasuo ra đồng thôi. Kể cả anh có là kim cương hay là gọi là cái gì đi chăng nữa. Vâng, như vậy là Bét Yasuo lại bị bắt rồi. Một tình huống rất hay bên phía như vậy là tôi nghĩ là có lẽ trận đấu này đã kết thúc rồi. Một trận đấu tuyệt vời. Vâng, một trận đấu tuyệt vời. Có thể nói là như vậy. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu ngày hôm sau. Một màn thể hiện có thể nói là mãn nhãn của những chàng trai chầy cối và khỏe mạnh. Rất hay. Tình huống một trận đấu có thể nói là với 200% công lực mà chúng ta giành chiến thắng có thể nói là cực kỳ kịch tính. Tôi thấy là rất hay. Tạm biệt các bạn, chúc mọi người nhiều sức khỏe.